Hello, xin chào cả lớp, anh là Tin và hôm nay anh sẽ nói với các bạn một cái chủ đề đó là kỹ năng chọn hàm trong một số bài toán của chúng ta. Thì cái thằng này không phải là một cái bài toán tổng quát ha, không phải đúng với tất cả các trường hợp, tuy nhiên trong một số tình huống chúng ta nhận dạng được, chúng ta giải quyết bài toán nhanh thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái kỹ năng này. Thì các bạn cùng xem qua nhé. Đầu tiên là chọn hàm trong bài toán tích phân, các bạn chú ý cho anh nhé. Ở đây anh có ghi lưu ý rồi, cho nên đừng có học một cách máy móc. Đầu tiên khi bạn vào lớp học của anh thì lúc nào anh cũng dạy các bạn cái tư duy đầu tiên chứ không phải là cái mấy cái này đâu. Anh trích một cái câu ví dụ trong đề chính thức 2019 ha, cái câu tích phân hàm ẵng này. Rồi, thì câu này cho chúng ta cái hàm f(x) liên tục trr, biết rằng f4 là bằng 1, tích phân từ 0 tới 1 của x nhân f của 4x là bằng 1. Khi đó tích phân từ 0 tới 4 của x bình nhân f và x đến bằng bao nhiêu? Thì một cái câu không phải là khó ha, nó ở mức độ 8 điểm thôi, nó không phải là khó. Thì năm đó thì đối với mấy năm đó thì câu này cũng là thuộc dạng câu lạ rồi, nhưng bây giờ thì nó phát triển rất là nhiều. Thì câu này nhận dạng ngay chúng ta sẽ giải quyết như sau các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tính cái tích phân y này bằng cách nào? Bằng từng phần ha. Y chúng ta sẽ đặt u bằng gì? U bằng x bình phương dv là cái còn lại là f phải x dx. Tất nhiên mình phải chọn vậy rồi. Trong cái bài toán tích phân hàm ẵng anh nói rồi, mình phải chọn dv để nguyên hàm nó ra fx vì phía trước này không có f hay phải đâu. Rồi mình sẽ đạo hàm du của các bạn ra sẽ bằng 2x dx. Đó, v các bạn nguyên hàm lên sẽ là fx. Rồi sau đó chúng ta tính nhanh cái tích phân của chúng ta ha. Thì suy ra cái y của anh này sẽ bằng mình sẽ lấy uv trừ vdu. Uv chính là x bình phương nè nhân cho fx nè, lấy cận từ 0 tới 4 nè đúng không? Trừ cho tích phân từ 0 tới 4 của vdu, hai anh chàng này nhân lại nhau thì nó sẽ là 2x nhân cho fx dx. Đó, anh chàng này thế vào này, không thế vào đây mất, 4 thế vào đây là 4 bình lên là 16, nhân cho f4, f4 thì bằng 1 cho nên chỗ này sẽ là 16. Trừ cho tích phân này các bạn để ý, bây giờ chúng ta sẽ là hai lần tích phân từ 0 tới 4 của x nhân fx dx. Đó, thì thằng này muốn giải quyết thì mình dựa vào đâu? Cái giả thiết còn lại là này. Thằng này thì nếu các bạn nào mà không nhanh thì chúng ta làm từ từ cũng được. Ta đặt t là bằng gì? Cho cái màu khác ha. Ta đặt t bằng, đối với cái thằng này thì đổi biến thôi, đặt t bằng 4x là xong thôi. Giải quyết cái y2 này nè, từ cái y2 này nè mình suy ra t là bằng 4x. Đấy, suy ra dt là bằng gì? 4dx ha. Vậy cái tích phân y2 của mình là bằng bao nhiêu? Để cho là bằng 1 đúng không? 1 thì lúc này sẽ bằng tích phân nè, t bằng 4x thì với x bằng 0, t bằng 0 với x bằng 1 thì t bằng 4, thì chỗ này sẽ chạy từ 1 tới từ 0 tới 4 đúng không? Đó, thằng này x dx thì mình thế bằng gì? Dx thì bằng thế bằng dt chia 4, còn x đó, mình vẫn thế là bằng gì? T chia 4 nè. Đó, x là t chia 4 nè. Đấy, còn f của 4x bây giờ sẽ là ft. Còn dx đó, thì mình thế bằng gì đây? Dx mình sẽ thế bằng dt chia 4. Vậy đây sẽ là dt nè, chia 4 một lần nữa thì chỗ này sẽ là chia cho 4 nhân 4 ha. Đấy, thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 tới 4 của 1 phần 16 nè, ft dt nhân với t nữa ha. Thì tích phân không phụ thuộc vào biến, cho nên chúng ta có thể viết lại là 1 phần 16 tích phân từ 0 tới 4 của x nhân fx dx đúng không? Là bằng 1. Bằng 1 thì từ đây mình sẽ rút ra cái tích phân từ 0 tới 4 của x nhân cho fx dx sẽ bằng bao nhiêu? 1 mà chia cho 10, 1 phần 16 chính là bằng 16 ha. 16 sau đó chúng ta thế vào đây. Thế vào đây thì anh chàng này sẽ bằng là 16 trừ 2 nhân 16 nè. Thì đáp số của mình sẽ là trừ 16 ha. Đó là cách làm tự luận. Đáp số của mình là câu B. Còn nếu chọn hàm thì như thế nào? Kỹ thuật chọn hàm. Ví dụ như trong bài này anh để ý, bạn để tí xíu, nếu mà muốn chọn hàm thì bài này mình sẽ chọn cho anh. Tại vì trong cái chương trình phổ thông mình học á, mình sẽ có một vài cái dạng hàm số nhất định thôi. Ví dụ như là hàm hằng, hàm bậc nhất ax cộng b, rồi hàm trùng phương, rồi hàm phân thức hữu tỉ. Tất nhiên mình sẽ đi chọn cái hàm đơn giản thôi mà nó thỏa mãn cái điều kiện. Trong trường hợp này mọi người để ý cho anh nè, nó cho chúng ta hai giả thiết là, nếu mà cái đề bài á, kinh nghiệm thôi, nếu đề bài nó cho các bạn hai giả thiết rồi nó hỏi một cái thứ ba thì các bạn sẽ chọn cái hàm f của các bạn á là bằng ax cộng b. Hai giả thiết nó gần giống như là hai cái điều kiện, hai cái phương trình để bạn giải quyết hai cái ẵng ab này, được chưa? Còn ví dụ nó cho một giả thiết thì các bạn chọn cho anh fx là
A nhỏ cũng được, là một cái hàm hằng. Vậy nếu các bạn giả sử bạn hiểu, bạn tìm được A nhỏ và B nhỏ, tức là bạn xác định được cái hàm fx, thì lúc đó các bạn thế vào đây các bạn tính, bấm tích bấm máy thôi, chẳng cần làm gì nữa hết, đúng không? Vậy đầu tiên anh xác định như sau. Thứ nhất, F4 là bằng 1, F4 bằng 1 chúng ta thế vào đây này, vì chúng ta chọn là hàm bậc nhất, chúng ta thế vào đây, 1 sẽ bằng 4a cộng b. Đó, tiếp tục mình sẽ có tích phân từ 0 tới 1. Tích phân từ 0 tới 1 của anh chàng này là x nhân cho f của 4x các bạn. F của 4x nghĩa là chỗ nào có x chúng ta thế bằng 4x, tức là ở đây chúng ta thế bằng tích phân của gì? F bây giờ mình sẽ thế ha, chỗ nào mà có x chúng ta thế bằng 4x này, nó sẽ là a này nhân x thì nhân là 4x này cộng b này. Thế bằng bao nhiêu? Đề bài cho thằng này là bằng 1. Cái nguyên hàm này thì mọi người lấy được, tại vì nó khá là đơn giản. Mọi người nhân vào nó sẽ là ax nhân cho 4x bình phương. Vậy lấy nguyên hàm ra nó sẽ là gì? A này 4 này x mũ 3 chia 3 này, đúng không? Anh chàng này nhân vô đây là bx, lấy nguyên hàm là cộng cho bx bình chia 2 này, sau đó cộng c bằng bao nhiêu? Bằng 1. Mà ở đây chúng ta đang lấy tích phân cho nên thay dục cái c đi ha, chúng ta lấy cái cặn vào ha, cái cặn vào luôn ha, cái cặn từ 0 tới 1, đúng không? Thì mọi người sẽ biến đổi qua đây một tí xíu. Cái trên thì vẫn là 1 bằng 4a cộng b, thì mọi người ở đây nguyên hàm theo a mọi người lấy lên thế vào, không thế vào là nó mất hết. 1 thế vào đây mọi người sẽ được cái gì các bạn? Là 4 phần 3a đúng không? 4 phần 3a cộng cho 1 thế vào đây sẽ là bao nhiêu? Cộng cho b chia 2. Đó, bằng 1. Vậy chúng ta bấm máy cái hệ phương trình ta tìm ab. Mod 5 1. Đầu tiên á là 4 nè, 1 nè, 1 nè, hệ phương trình theo ab mà. Rồi, thằng này sẽ là gì? 4 chia 3 nè. B là 1 chia 2 nè. Bên kia cũng là 1 nè. Mình sẽ ra là trừ 3 phần 4 và 4. Trừ 3 phần 4 là A nhỏ đúng không? Và 4 là B nhỏ. Vậy cái hàm F của anh lúc này nó sẽ bằng là trừ 3 phần 4 lần X cộng 4. Tức là anh chọn được cái hàm rồi. Anh chọn được cái hàm rồi, anh chỉ cần thế vào đây, anh bấm tích phân là xong. Tích phân mình bấm vào nè. Cái câu người ta hỏi là gì? Các bạn nhập vào ha, tích phân từ 0 tới 4 nè của x bình phương nè, nhân cho f và x. F thì mình có rồi, đạo hàm nó sẽ ra là trừ 3 phần 4 đúng không? Vậy anh nhân vào đây trừ 3 phần 4, anh bấm dấu bằng. Đó, bạn ra là trừ 16. Vậy đáp án của bạn vẫn là câu B, đúng không? Vậy trong một bài toán phức tạp mà chúng ta nhận dạng được cái hàm á, thì chúng ta phải chọn hàm như thế này thì nó sẽ nhanh hơn đúng không các bạn? Miễn là chúng ta chọn cái hàm làm sao nó thỏa mãn cái điều kiện của đề bài. Đề bài có hai cái giả thiết này, vậy anh chọn hàm thỏa mãn điều kiện của đề bài. Và một số lưu ý, ví dụ như cho hai giả thiết thì chúng ta nên chọn ax cộng b ha. Nếu mà nó cho phức tạp nữa, nhiều giả thiết, nó ra cái hàm là ax bình phương cộng bx cộng c ba ẵng, thì lúc đó bắt đầu nó khó hơn rồi. Cho nên chúng ta đừng có vội đi qua cái hướng này, mà chúng ta chọn cái hướng tự luận trước. Nếu nó không được thì chúng ta đã qua hướng này, ok chưa? Rồi mình qua một số câu. Rồi ví dụ một cái câu như thế này, theo cách mình chọn hàm thì nó sẽ nhanh hơn hay không? Mình để ý ha, cho cái hàm số fx liên tục trên đoạn từ trừ 4 tới dương vô cùng. Đây là điều kiện để thằng này xác định thôi, vì có cái căn ha. Tính tích phân từ 3 tới 2 của x nhân cho fx. Thì bài này mình cũng phân tích được. Ví dụ như lượm tự luận thì mình làm gì các bạn? Hướng tự luận các bạn làm cho anh nha. Đặt t bằng căn của x cộng 4. Mình đổi biến một tí xíu thôi. Thằng này trở thành là tích phân từ đâu? Căn 0 sẽ là 2, 1 sẽ là 5 đúng không? 0 đến căn 5 gì đó. X bằng 5 thì thế vào đây là 9, từ 0 đến 3 nó sẽ chạy từ 2 tới 3 liền đúng không? Thế vào thì nó chạy từ 2 tới 3 liền. Đó, thằng này trở thành là ft gì đó, dt trừ dt gì đó ha. Thì mọi người đổi biến cũng được, nó rất là nhanh thôi, thì nó sẽ lòi ra cái tích phân này thôi chứ không có gì hết. Thì cái tích phân này chúng ta sẽ tính tự luận rất bình thường bằng cách là đổi biến anh chàng này, thì nó sẽ xuất hiện ra anh chàng này là có ngay kết quả ha, tự làm cái phần đó rất đơn giản. Thì bây giờ theo hướng chọn hàm thì như thế nào? Chọn hàm thì mọi người để ý cho anh, ở đây nó chỉ cho một giả thiết thôi, và nó hỏi thằng này một giả thiết thôi. Thì theo anh trình bày ban đầu thì mọi người nên chọn cái hàm fx của bạn làm cái hàm hằng thay vì chọn hàm bậc nhất. Anh chọn hàm hằng ví dụ như là a đi chẳng hạn, rồi anh cần tìm cái a này là bằng bao nhiêu. Thì giả thiết người ta cho là gì? Giả sử cái hàm f của anh là bằng a, thì cái chỗ này đang là f đúng không? Vậy anh sẽ thế vào tích phân từ 0 tới 5 của a dx là bằng 8 đúng chưa? Giả sử anh chọn cái hàm f của anh là bằng a, mà nếu mà nó là a thì cho dù f của căn x cộng 4 thì chỗ này nó vẫn là a, tại vì nó đâu có biến x đâu mà các bạn thế vào, hiểu chưa? Cho nên nó vẫn là hàm hằng. Từ đây anh sẽ tương đương với lại, anh lấy nguyên hàm lên, anh chàng này sẽ là ax
lấy cặn từ 0 tới 5 bằng 8. Vậy chuyển vô đây bằng 0, chuyển vô đây sẽ là bao nhiêu các bạn? Là A nhân cho 5 bằng 8. Mình sẽ ra được là A bằng 8 phần 5. Đây là cái hàm của các bạn này. Đây là cái hàm fx của các bạn. Mặc dù nó không phụ thuộc vào fx vì mình đang chọn là hàm hằng. Thì nếu các bạn có cái hàm này rồi, các bạn tính y cho anh. Y sẽ bằng tích phân từ 3 tới 2. Bây giờ x các bạn viết là x. Fx bây giờ sẽ là 8 phần 5 dx. Bấm máy tính cho anh ha. Thì thế vào đây, nó là x nè, nhân cho 8 phần 5 ha. Nó ra là, ủa, sorry mọi người, anh chưa đổi cái cặn đúng không? Thằng này là từ 3 tới 2. Hàng gì thấy nó sai. Đó, nó ra là trừ 4. Vậy đáp số của mình sẽ là câu B. Đúng chưa? Vậy cái mấu chốt là mình chọn cái hàm làm sao đó mà nó thỏa mãn cái điều kiện của đề bài. Tại vì có vô số các hàm mà nó thỏa mãn cái thằng này. Vậy mình chọn cái hàm nào mà nó thỏa mãn cái điều kiện là mình có thể tính được cái thằng này. Ok chưa? Vậy mình qua câu tiếp theo nhé. Đây, một cái bài tiếp theo trích trong chuyên biên hòa năm 2018 thôi. Thì cho chúng ta cái hàm số fx liên tục có đạo hàm thỏa mãn f2 là bằng trừ 2, một giả thiết. Thỏa mãn tích phân từ 0 tới 2 của fx bằng 1, hai giả thiết. Tính tích phân từ 0 tới 4 của f phải này. Giả sử chúng ta chọn được hàm, chúng ta thế vào, chúng ta bấm máy tính thôi. Đúng không? Rồi, thì ở đây mọi người để ý cho anh ha. Mình sẽ chọn cái hàm fx là bằng gì? Ax cộng b, tại vì nó có hai giả thiết. Để cho hai giả thiết. Có một số các cái bài toán khác mình nhận dạng hàm nữa chứ không phải riêng bài này, thì tùy vào cái bài mà mình nhận dạng hàm cho nó phù hợp. Thì fx bằng ax cộng b, thứ nhất anh có cái hệ phương trình để anh tìm ab này. F2 của anh là bằng trừ 2 và cái tích phân từ 0 tới 2 này là bằng 1 và anh tương đương này. Thế 2 vào đây anh sẽ được là 2a đúng không? Cộng b là bằng trừ 2. Thằng này tích phân từ 0 tới 1 tới 2 chứ, của anh chàng này là ax cộng b, các bạn lấy lên ha, thì nó bằng 1 đúng không? Dx bằng 1. Vậy chúng ta khai triển nó ra. Đây sẽ là ax bình chia 2 này cộng bx này. Rồi lấy cặn từ 0 tới 2 bằng 1. Anh chàng này thì viết lại không có gì hết. Chúng ta tương đương xuống đây. Thì ở dưới này cũng thế vào 0 thì nó sẽ là 0, thế 2 vào nó sẽ là 4 đúng không? 4 chia 2 là được 2a cộng cho thế 2 vào là 2b bằng 1 đúng không? Và mình trên này mình có hệ là 2a cộng b là bằng trừ 2. Ở đây mình bấm máy tính cho anh ha. Chuyển qua mode 51. Bấm máy tính tìm ab. 2 bằng 1 bằng trừ 2 bằng 2 bằng 2 bằng 1 bằng. Mình ra a là bằng trừ 5 phần 2 và b bằng 3. Vậy cái hàm f của mình sẽ là trừ 5 phần 2 x cộng 3. Đúng không? Mình chọn được cái hàm này thỏa mãn cái điều kiện của đề bài. Rồi mình sẽ đi tính cái thằng này. Tích phân f phải của nó sẽ là gì các bạn? F phải của x đó, thì nó sẽ bằng trừ 5 phần 2. Nó chả phụ thuộc gì vào anh chàng này cả. Không cần căn x nữa vì nó đâu còn dính x đâu. Vậy lúc này tích phân mình bấm rất đơn giản. Tích phân từ 0 tới 4 ha. Của bây giờ f phải x chính là trừ 5 phần 2. Trừ 5 chia 2 nè. Là ra trừ 10. Đáp số của chúng ta là câu A. Ok chưa? Miễn là mọi người chọn được cái hàm nó thỏa mãn đề bài thì mọi người có thể tính được. Tất nhiên tự luận bài này cũng không phải là khó. Chỉ cần chúng ta tính rất đơn giản. Đổi biến thằng này là xong ha. Rồi mình thử một cái bài tiếp theo thử coi. Cho cái hàm số fx có đạo hàm liên tục trên đoạn từ 0 tới 5 ha. Tại vì người ta tính tích phân từ 0 tới 5 cho nên không có cần tre r làm gì. F5 là bằng 10, giống cái bài hồi nãy đúng không? Giống cái bài hồi nãy, hai cái giả thiết này, cho hai giả thiết, tính thằng này và chọn hàm fx bằng gì? Bằng ax cộng b cho anh. Fx bằng ax cộng b, đầu tiên f5 bằng 10 thì anh thế vào đây 5a cộng b là bằng 10 này. Rồi anh chàng này thế vào tích phân từ 0 tới 5 của x nhân fx là bao nhiêu đây? Tích phân từ 0 tới 5 của x nhân vào đây các bạn, anh nhân vào luôn nha. X mà nhân cho f phải x. Mọi người sẽ thấy f phải của anh là gì? F phải của anh là a. Và x mà nhân f phải x chính là a nhân cho x thôi đúng không? Dx bằng 30. Đó, vậy mình sẽ để y thằng này lại, thằng này lấy nguyên hàm lên nó sẽ là ax bình chia 2 này cặn từ 0 tới 5 bằng 30 này. Đó, mình sẽ chuyển vế qua, mình sẽ được là 5a cộng b là bằng 10. Ở đây mọi người thế 0 vào là bằng 0, thế 5 vào đây là 25 phần 25 phần 2a là bằng 30. Vậy mình rút a ra luôn và rút b ha. Anh được a là bằng 30 mà chia cho 25 phần 2.
thì nó bằng 12 phần 5 đúng không? 12 phần 5 các bạn nhân cho 5 này là nó ra 5a này, lấy 10 trừ thằng này là ra b, là 10 trừ 12, vậy b các bạn bằng trừ 2 đúng không? Vậy cái hàm của bạn có chưa? Có rồi, cái hàm fx của anh lúc này sẽ là 12 phần 5 x trừ 2 đó. Ta bấm máy tính thử coi tích phân này, đề bài cho từ đó từ 0 tới 5 đúng không? 12 phần 5 x trừ 2 bằng 20 ha, đáp số của chúng ta là câu A đó. Thì chúng ta chọn thì nó bài toán trở nên nó đơn giản hơn tí xíu. Rồi gặp cái bài như thế này thì giải quyết như thế nào, thử mình chọn hàm có được không? Cho chúng ta cái hàm số fx có độ hàm và liên trọc tr thỏa mãn 2x nhân cho f của x bình phương cộng 1 cộng cho f của x cộng 2 bằng cái hàm bậc 3 là 2x mũ 3 trừ 3x trừ 1. Giá trị của tích phân này là bằng bao nhiêu? Tất nhiên làm thằng này bằng cách nào các bạn? Mình sẽ lấy làm tự luận ha, mình sẽ lấy tích phân hai vế của anh chàng này lên, đúng chưa? Tích phân từ 1 tới 2 hai vế, sau đó mình tách ra từng cái tích phân. Tích phân từ 1 tới 2 của fx cộng 2 này thì mình sẽ đi đổi biến thành chàng này. Đó, thì đổi biến anh chàng này sẽ lòi ra cái tích phân của 2x trừ 1. Còn tích phân của f(x) dx thì mình sẽ đi từng phần anh chàng này, hoặc là mình đổi biến gì đó nó sẽ lòi ra, tính rồi mình cộng lại. Tất nhiên bài toán đó là bài toán mình đã giải rồi trong cái lớp học của chúng ta, đúng chưa? Tuy nhiên ở bài này nếu mà dùng kỹ thuật chọn hàm thì vẫn có thể giải quyết được, và chúng ta sẽ liên quan đến tính chất về gọi là tìm hàm bằng cái phương pháp hồ quy trong xác suất thống kê. Thì trước khi giải cái bài này anh sẽ nói sơ qua về cái xác suất thống kê tí xíu cho mọi người hiểu ha. Bạn nào mà lên lớp lên đại học anh tính nói lên lớp 12 sorry lên đại học ha, mà học môn xác suất thống kê thì các bạn sẽ được học cái bài toán trong thực tế. Trong thực tế ở ngoài sản xuất của các bạn á sẽ có những cái bài toán như thế này, không phải cái gì các bạn cũng có được cái hàm số đâu. Các bạn phải hiểu cái các bạn học ở trong trường và cái ngoài thực tế nó như thế nào. Sẵn ở đây anh trình bày luôn cho các bạn hiểu ha. Các bạn học trong trường rất là nhiều thứ, hàm bậc 3, hàm bậc 4, hàm log, hàm đồ. Các bạn có khi nào hình dung được cái đó ở ngoài thực tế nó sẽ là như thế nào không? Ví dụ trong sản xuất, anh có một cái công đoạn như sau, đó là kiểm tra kích thước của một cái sản phẩm gia công xong. Anh ghi kích thước của nó là biến x ha. Ví dụ như anh đo một cái cục ha, một cái cục hàng như thế này, cái cục hàng như thế này, nó có hai kích thước, là một kích thước là x, một kích thước là y. Đó, thì anh sẽ công nhân nó sẽ đo và nó ghi cho anh một cái sổ dữ liệu. Ở đây anh sẽ nhập vào là x này. Đấy, là x này. Ở đây anh sẽ nhập vào là y này. Đó, và nó nhập vào máy tính cho anh hoặc nó ghi vào trong cái sổ. Thì mình là kỹ sư, mình sẽ thu thập cái dữ liệu đó từ công nhân và mình đi phân tích. Tất nhiên có rất là nhiều bài toán liên quan ha. Thì tất nhiên ở một cái sản phẩm các bạn gia công như vậy xong, nó chả bao giờ biết được cái số liệu đó nó tuân theo một cái hàm nào cả. Chả bao giờ biết nó là x bình cộng 1 là 2x mũ 3 trừ 3x trừ 1 cả. Vậy làm sao để người ta biết được, người ta đánh giá được bằng xác suất thống kê, bằng toán học các bạn? Thì đầu tiên người ta sẽ thu thập dữ liệu trong bài toán xác suất thống kê ha. Thu thập dữ liệu, ví dụ như anh đo 10 lần chẳng hạn. Thì ví dụ như anh có x bằng 2.5, y bằng 4, anh đo thêm lần nữa x bằng 2.6, y bằng 4.1. Ví dụ anh đo thêm lần nữa, dùng thước đo mà. Ví dụ anh đo thêm nữa là y 2.5 lại, 3.5 hoặc là 2.5 gì đó, y bằng 5. Đó, thì vân vân. Anh sẽ có rất là nhiều số liệu, mà càng nhiều số liệu thì nó sẽ càng chính xác. Nói sâu vào cái bài xác suất thống kê thì nó sẽ chuyên sâu rồi, thì nó sẽ thuộc một cái lĩnh vực khác, thì ở đây anh không quá đi sâu ha. Nhưng mà anh cố gắng anh hình dung cho các bạn, anh giải thích cho các bạn hiểu tí nữa chúng ta sẽ làm cái chuyện gì. Thì ở đây với mỗi giá trị x các bạn sẽ có một giá trị y, với mỗi giá trị x sẽ có một giá trị y. Và từ cái bảng thông số dữ liệu mà công nhân nó ghi lại, mình sẽ đem về mình phân tích. Thì trong kiến thức về xác suất thống kê nó sẽ có một cái kỹ năng, một cái kiến thức đó là gì? Tìm cái hàm hồi quy, nó gọi là tìm đường hồi quy các bạn ha. Thì mối tương quan, thật ra nó là tìm mối tương quan giữa x và y ha. Thì x và y nó sẽ tuân theo một cái quy luật là y bằng ax cộng b. Đó, thì cái đường này người ta gọi là đường hồi quy tuyến tính. Tuyến tính tại vì nó đang đưa dưới cái dạng là hàm số y bằng ax cộng b của các bạn ha, là đường thẳng đó. Tức là với mỗi giá trị x thì các bạn suy ra một giá trị y. Chứ còn nếu nó hàm trùng phương, nó hàm bậc 2 thì không có làm được trong cái bài này. Đúng không? Mỗi giá trị y mà nó cho ra hai giá trị x thì bó tay. Đúng chưa? Nhưng mà mỗi giá trị x cho một giá trị y, mỗi giá trị x một giá trị y. Tuyến tính như vậy thì chúng ta có thể xài được cái này. Thì từ cái bảng dữ liệu này mình sẽ lập ra được cái hàm số.
Đó, thì cái bước như thế nào để lập ra cái hàm số này thì mình sẽ giải thích sau, tí nữa mình sẽ làm bằng máy tính ha. Thì có cái hàm số này rồi thì người ta sẽ đi đánh giá được cái bài toán của người ta. Ví dụ như anh vẽ ra được cái đồ thị, đây là y, đây là x, đúng không? À, cái đường của các bạn nó sẽ tiến tính như thế này. Đó, thì ở đây các bạn sẽ ứng với một giá trị x, các bạn sẽ dự đoán được là một giá trị y nó như thế nào. Đúng không? Lần sau ví dụ như anh đo ở một kích thước là 6,5, anh muốn biết thì anh phải đo một lần nữa để anh tìm y là bao nhiêu. Nhưng mà nếu anh đã tìm được cái hàm đó rồi á, cái hàm tương quan rồi, thì anh sẽ cần nhìn trên đồ thị trên máy tính thôi. Với một x là bằng 6,5 anh chiếu lên thì anh sẽ ra được một giá trị y. Hiểu chưa? Đó là ý nghĩa. Vậy trong bài toán thực tế có cái chuyện là chúng ta cần phải tìm được cái hàm số thể hiện cái mối liên hệ giữa biên x và biên y như vậy. Ở trong cái bài, quay lại cái bài của mình. Quay lại cái bài của mình sẽ tận dụng cái kiến thức xác suất thống kê như thế nào trong cái bài này. Đó là ở đây đầu tiên mình chọn hàm ha. Vấn đề của mình đang là chọn hàm. Thì mọi người phải để ý cho anh, ở đây anh chọn hàm là ax cộng b, hàm bậc nhất. Tại sao anh chọn hàm là ax cộng b? Vì anh nhìn cái giả thiết này, vế phải của anh là một cái hàm đa thức bậc 3, cái bậc lớn nhất của nó là bậc 3. Vế trái của anh á, cái bậc lớn nhất nó sẽ phụ thuộc vào chỗ nào các bạn? Sự phụ thuộc vào chỗ này đúng không? Chứ không phải chỗ này. Chỗ này tại sao? Nó có x là bậc nhất này, mà ở trong này có f của x bình phương các bạn. Đúng không? Giả sử bên này đang là bậc 3 thì bên này cái hàm f của các bạn là bậc nhất đúng không? Phải là bậc nhất. Để sao? Để nó là ax này cộng b này, mà thế f của x bình phương, tức là chỗ nào có x anh thế bằng x bình phương đúng không? Nó sẽ là x bình phương cộng 1. Rồi sau đó nó nhân với cái hệ số x phía trước này này, nó nhân với cái x phía trước này thì x nhân với x bình phương ở đây nó mới ra được bậc 3. Rồi bậc 3 các bạn ở đây chỉ là cộng thôi, cộng nhau thôi thì chắc nhiên nó sẽ bằng bậc 3. Vậy anh nhìn mối tương quan, vế phải của anh là một cái hàm đa thức bậc 3. Vậy vế trái của anh làm sao đó nó phải ra được một cái đa thức bậc 3 thì hai cái nó mới bằng nhau. Đúng chưa? Vậy ở đây anh sẽ chọn hàm là bằng ax cộng b, hàm bậc nhất, để khi chỗ này là fx bình phương sẽ ra bậc 2 mà nhân cho x chỗ này nữa sẽ ra bậc 3. Vậy cái bậc lớn nhất bên này là bậc 3, bậc lớn nhất bên này là bậc 3, bằng nhau. Ok chưa? Rồi, bây giờ làm sao để tìm a và tìm b? Ở đây giả thiết nó chả cho gì cả, chả cho f bao nhiêu bằng bao nhiêu cả. Thì cái đó mình sẽ dựa vào gì các bạn? Dựa vào cái giả thiết này mình thay ha. Mình thay thì mình sẽ chọn ha. Ví dụ các bạn sẽ cho anh x bằng 1 chẳng hạn. X bằng 1 vào cái phương trình này, các bạn tìm ra cho anh f1 bằng bao nhiêu, f2 bằng bao nhiêu, f tại càng nhiều giá trị càng tốt. Tại vì giống như cái chỗ này các bạn này, cái bảng thống kê hồi nãy anh cho các bạn ấy, ứng với mỗi giá trị x bạn sẽ có một giá trị y. Thì các bạn càng cho càng nhiều x càng nhiều y thì lúc đó các bạn sẽ tính hồi quy, các bạn tìm ra cái hàm của bạn sẽ càng chính xác hơn. Vì máy tính nó sẽ gì các bạn, nó nội suy ha, máy tính sẽ làm bằng cách là nó nội suy. Vậy càng nhiều giá trị thì nó nội suy càng đúng. Rồi giả sử anh cho x bằng 0 chẳng hạn, tính cho nó nhanh ha. X bằng 0 thế vào đây sẽ ra là f1 đúng không? Chỗ này sẽ là 0, mắc hết luôn. Chỗ này sẽ là còn lại gì? Chỗ này sẽ là f2. Nếu mà ra f2 ha, anh sẽ được x bằng 0 thì anh sẽ được f2 là bằng mấy? Bằng -1, đúng chưa? Đó, ví dụ nè, anh cho x bằng 0 thì anh sẽ được f2 bằng -1, anh điền lên cái bảng này. Đó, anh điền lên cái bảng này. Đấy, bảng này là tương quan giữa hàm và biến ha. Đây chính là y của bạn này, đây chính là y này, đây chính là ix này. Đó, tương quan giữa hàm và biến. Và anh sẽ nhập vào, ứng với lại x bằng 2 thì y sẽ bằng -1. Ok chưa? Và mọi cho thêm nhiều x vô cũng được. Ví dụ x bạn cho bằng 1 đi chẳng hạn. Chừng 1 thì chỗ này sẽ là ứng với x bằng mấy? Bằng 1 thì nó hơi khó, bạn cho bằng -1 đi, hoặc là bằng -2 gì đó để cho cái thằng này nó gọn đi chứ không sao hết. Giả sử bạn cho x bằng -1 ha, thì chỗ này anh nhẩm này, -1 thì sẽ là -2 này, f của 2 đúng không? Cộng cho -1 thế vào đây sẽ là f của mấy? F của 1 này bằng -1 các bạn thế vào đây cho anh nó sẽ là -2 cộng 3 -1 là -3 cộng 3, vế này nó bằng 0 đúng không? Vậy ở đây mọi người sẽ thấy là f của 1 mọi người, f2 mọi người mới tính ra là bằng -1. Vậy thế vào đây sẽ là -2 nhân -1 cộng cho f1 bằng 0. Vậy anh chuyển vế qua, f1 của anh bằng mấy? F1 của anh là bằng bằng -2 đúng không mấy đứa? Anh lại thêm một cái giả thiết nữa. Vậy anh thế lên đây, f1 bằng -2, tức là x bằng 1 thì y sẽ bằng -2. Bạn có thể liền lấy thêm ha. Vì tí nữa chúng ta tính xác suất thống kê ở trong máy tính á, thì nó sẽ cho các bạn nhập một cái bảng giá trị tương ứng với x và y thì càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên đối với cái hàm mà hàm bậc nhất y bằng ax cộng b thì mọi người chỉ cần hai điểm là mọi người đã vẽ được rồi. Về ý nghĩa đồ thị ha, về ý nghĩa đồ thị đây là trục OY này,
đây là trục của x này, thì bạn chỉ cần cho anh hai điểm là bạn đã nội suy được đường thẳng rồi đúng không? Cho nên không cần phải tìm nữa ha. Còn bạn cần tìm nữa thì nó càng chính xác thôi, không sao hết. Bây giờ mình sẽ xài máy tính mình bấm thử. Máy tính bấm như thế nào? Thì trong máy tính á, trong máy tính các bạn sẽ bấm cho anh như sau. Thằng này các bạn bấm mode này, số 6 đối với máy 580 ha, nó sẽ có phần statistics. Cái phần này là phần tính xác suất thống kê. Rồi ở đây nó sẽ là cách các bạn nội suy về các cái dạng hàm, thì ở đây có rất là nhiều dạng, ví dụ như là hàm bình hàm bậc 2 này, hàm bậc nhất này, hàm log này, các cái dạng hàm ha. Thì đây chúng ta tập trung cái hàm bậc nhất thôi, thì vì chương trình phổ thông các bạn hàm này là quá rồi. Bạn chọn số 2 cho anh. Nó ra một cái bảng tương quan giữa x, y, và ở đây là frequency, là cái tần số, là số lần lặp lại. Giống như hồi nãy anh nói là ví dụ bạn lấy thêm một lần nữa thì x bằng 2 thì y nó bằng giá trị khác á. Thì ở đây chúng ta bậc nhất thì ứng với mỗi x chỉ có một giá trị y thôi, nên chúng ta không cần cái cột này đâu. Thì muốn tắt cái cột này các bạn sẽ bấm shift cho anh, mode này, chuyển xuống dưới, chọn số 3 này. Đó, nó hỏi là có on off cái frequency không, các bạn chọn số 2 để off nó đi ha. Thì lúc này nó sẽ đơn giản là như thế này. Các bạn quay lại ha, bấm mode 6 này cho quen này, bấm số 2. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập vào x bằng 2. Rồi, x bằng mấy nữa? Bằng x bằng -1, à x bằng 1 ha. Bằng với y mình chuyển vế qua này, mình nhập vào là -1 này. Và -2 này. Mọi người để ý này, bên này mình còn rất là nhiều đúng không? Nhiều cái bảng này, đến 4 giá trị lận, các bạn có thể thêm 2 giá trị nữa nhưng mà 2 giá trị là được rồi ha. Sau đó các bạn sẽ bấm AC. Đó, sau bấm option. Bây giờ bạn sẽ lựa chọn cho anh số 3 là nội suy ra cái hàm, cái đường đồng quy của bạn á. Xin lỗi, cái đường hồi quy của bạn á, hồi quy tuyến tính ha, số 3 này. Đó, thì nó sẽ ra y bằng ax cộng b, với a là bằng -3, b là bằng 1, r là bằng 1. R này là trong xác suất thống kê gọi là hệ số tương quan ha. Thì nó cũng có công thức tính r riêng, nhưng mà thôi ở đây các bạn đừng quan tâm đến nữa, đi vào đi ra nó xa lắm, các bạn chỉ cần quan tâm cho anh là a bằng -3, b là bằng 1 thôi. Vậy lúc này mình sẽ tìm được cái hàm fx của anh. Fx của anh a bằng hồi nãy -3x cộng 1 đúng không? Đó, thì đối với dạng này thì mình sẽ dùng xác suất thống kê mình nội suy cái hàm bằng cách là như vậy ha. Thì ở đây người ta hỏi cái gì tích phân từ 1 tới 2 của f2x cộng 1, thì mọi người tính thế vào cho anh thôi chứ không có gì hết. F của 2x cộng 1 tức là chỗ nào có 1 tới 2 đúng không? F của 2x cộng 1 đây, -3 này, x thì thế bằng 2x cộng 1 này. Đó, cộng 1 này. Rồi sau đó gì? Cộng cho f phải x, f phải thì đạo hàm nó sẽ là -3 thôi. Đấy, đóng ngoặc lại dx thôi, lấy tích phân tử 1 tới 2, lúc này mình bấm máy tính thôi ha. Các bạn nhập trang cái hàm này vào, nó hàm là hàm đa thức thôi. Bấm bằng, nó ra là -14 có không? Không có đáp án sai chỗ nào nhỉ? À, anh phát hiện rồi, sorry mọi người nhé, biết sai chỗ nào. Rồi, sửa luôn nè. Cái hàm mà chúng ta nhập vào trong cái hàm để tính nội suy ra cái đường hồi quy á, thì nhớ cho anh, trong cái dạng xác suất thống kê mối tương quan giữa y và x này, thì cái phương trình đường hồi quy nó sẽ có dạng là y bằng a cộng cho bx các bạn ha. A cộng cho bx. Sorry mọi người nha. Mọi người thấy cái gì khác biệt không mọi người? Cái đường của mình á, hàm f của mình đặt là y bằng ax cộng b. Còn cái thằng này là trong xác suất thống kê, định nghĩa của nó y sẽ bằng a cộng bx. Anh sorry, anh quên nhắc cái này, nên vậy anh bấm nó sai luôn. Y bằng a cộng bx nha. Cho nên cái thằng này các bạn chú ý cho anh, khi mà hồi nãy các bạn bấm ra cái dạng hàm á, các bạn được x bằng mấy? Các bạn được x bằng -3 này. Và các bạn được y là bằng mấy? Y của bạn bằng 1. Thì cái đó à, a chứ, a và b của bạn, a các bạn bằng -3 và b các bạn bằng -1 bằng 1. Thì cái đó mình thế vào đây chứ không phải là thế vào đây. Cẩn thận ha. Thế vào đây thì a bằng -3 thì chỗ này sẽ là -3 này. B bằng 1 thì chỗ này là 1 này. Vậy nó sẽ là x -3 chứ không phải là cái thằng này ha, là x -3. Sorry. Nhưng mà đây cũng là một cái kinh nghiệm để mọi người theo cái phương pháp này chú ý chỗ này chứ không bị sai ha. Anh quên nhắc cái này mất. Thì cái phương trình đường hồi quy của bạn, cái dạng của nó là như thế này, y bằng a cộng bx, tức là trong máy tính người ta đã set sẵn rồi. Thì tính a tính b nó là như thế này, a là hệ số tự do còn b là hàng số đứng trước x chứ không phải là tương đối với lại giống y chang cái hàm của mình ha. Cho nên cái hàm anh tính là nó sai. Rồi bây giờ anh bấm lại tí xíu. Bấm lại, bấm tích phân lại. Nhập vào nha. F của gì đây? 2x trừ 1 thì chỗ này có x thì mình thế là bằng 2x trừ 1 trừ 3 này. 2x trừ 1 trừ 3 này. Chỗ này là trừ 1. Đấy.
rồi sau đó cộng thêm f phẩy. F phẩy thì mọi người thấy nó sẽ là gì? F phẩy thằng này sẽ là 1 ha. Vậy đang đóng ngoặc lại. Đấy, bấm bằng cái. Đó, nó ra bằng 0 ha, đáp số của mình là câu A. Chú ý cái chỗ này cho anh nha, chứ không là sai ha. Chú ý ghi lại cho anh cái mối tương quan giữa y và x phương trình đường hồi quy tuyến tính. Thì cái đường hồi quy tuyến tính của chúng ta có phương trình y bằng a cộng bx ha, để cho không bị nhầm. Rồi, thì đó cũng là một cách anh muốn giới thiệu thêm để mọi người hiểu về cái bài toán này. Nếu ta hiểu rồi thì bài toán này chúng ta chọn hàm chúng ta làm rất là nhanh ha. Mình sẽ qua một cái câu nữa ví dụ ha. Rồi, câu số 6 trong hôm nay. Thì bài này cũng tương tự như cái bài hồi nãy, tuy nhiên nó cho mình thêm cái giả thiết rồi nè, f1 bằng 1 rồi nè, là đỡ hơn rồi. Bên này mình cũng nhận xét được rằng là thằng này là f của x bình phương mà nhân cho x, đúng không? Thì cái hàm mình là hàm bậc nhất thôi. Mình sẽ chọn cái hàm là hàm bậc nhất fx bằng ax cộng b. Để chi? Để nó nhân với x. Thế x bình phương thì nó ra là x bình phương, sau nó nhân với x thì nó mới ra bậc 3 ha. Đừng có chọn cái hàm bậc 2 trong phần này ha. Hàm bậc nhất thì nó sẽ không đúng. Xin lỗi, hàm hằng thì nó sẽ không đúng. Chúng ta hãy chọn hàm bậc nhất. Bây giờ chúng ta sẽ thế vô. F1 á, là bằng 1, anh được một cái rồi, anh tìm thêm một cái nữa. Thế x bằng mấy các bạn? Có vẻ như thế x bằng 1 nè. Ta cho x bằng 1 ta sẽ được F2 đúng không? X bằng 1 vào phương trình này anh sẽ được là F của 2 nè trừ cho F của 1 nè bằng x bằng 1 ta thế vào đây nó sẽ là trừ 2 trừ 1 là trừ 3 cộng 5 nó sẽ là 2, đúng không? Vậy ở đây anh sẽ suy ra F2 của anh sẽ bằng 2 cộng cho F1, mà F1 chúng ta bằng 1 rồi, và F2 bằng 3 đúng không? Anh được F2 bằng 3. Rồi, nhanh chóng lấy máy tính nhập vào nè. Mốt 6 nè, chọn số 2 nè. X là 1 nè, 2 nè. Y bên này tương ứng của nó sẽ là 1, 3 đúng không? 1 nè, 3 nè. Bấm AC nè. Rồi sẽ bấm option nè. Chọn số 3 nè. Đó, A sẽ bằng trừ 1, B bằng 2. Và cái hệ số tương quan bằng 1 cũng nên không quan tâm. A bằng trừ 1, B bằng 2. Vậy cái hàm số sẽ là gì? Nhớ, bạn nhìn trên máy tính bạn cũng thấy nè. Y bằng A cộng BX nè. Nó để đây nè. Chứ không phải là Y bằng AX cộng B. Cho nên mình bị nhầm ha. Vậy A bằng trừ 1 mình sẽ có Y là bằng A cộng BX ha. Sẽ bằng là gì đây? Trừ 1 cộng cho 2X. Vậy đây chính là cái hàm Fx của bạn này. Cái hàm Fx các bạn thế vào đây cho anh. Nó sẽ là tích phân từ 1 tới 2 của X nhân cho F phải. F phải thì bằng 2 đúng không? DX. Rồi, bấm cũng được, không bấm cũng được. Thằng này lấy tích phân ra nó sẽ là gì đây? 2 nhân x bình chia 2, triệt tiêu đi, lấy cặn từ 1 tới 2, 2 thế vào đây sẽ là 4, 1 thế vào đây sẽ là 1, vậy bằng 3 đúng không? Đáp số sẽ là câu A. Khó vẻ nhanh, đúng không? Có vẻ nhanh ha. Vẻ nhanh hơn. Còn không thì lấy tích phân hai vế lên rồi tính. Tích phân hai vế thằng này đã tách ra. Rồi, như anh nói thì ví dụ như những cái bài phía trước chúng ta thấy, chúng ta chọn hàm nó là hàm bậc nhất, chúng ta giải quyết rất là nhanh. Ok, nhưng lỡ Casio mà gặp mấy bài này thì chết. Đúng không? Mình để ý ở đây nó sẽ là bậc 2 này các bạn. Mà ở đây nó đang là fx này. Vậy chắc chắn ở trong này, ở đây cũng là f1 trừ x. Chắc chắn cái hàm của mình muốn chọn cho đúng phải là cái hàm bậc 2. Ax bình phương cộng bx cộng c. Ha, nó ba ẩn. Vậy lúc mà các bạn, thật ra máy tính nó cũng có luôn, nó cũng có luôn chứ không phải là không. Bạn sẽ bấm như sau ha. Anh bấm mốt 6 đi. Anh chọn lại cái chỗ này ha, số 2 này nè. Thì các bạn nhập đúng vô, đúng hàm vô ha. Ở đây bạn cũng có thể tìm điều kiện biên, bạn có thể tìm được cho x bằng 0, cho x bằng 1 này kia các bạn tìm được. Bạn khi bạn nhập vào máy tính thì chỗ này á, bấm option á. Cái số 3 này nè, cũng có thể gọi được cái hàm. Ở đây anh chưa nhập cho nên nó báo lỗi, nhưng mà số nó rất là lẻ. Nó ra được cái phương trình rất là lẻ các bạn. Mà trường hợp lẻ thì bạn chả bao giờ bạn tìm được AB mà nó nguyên cả. Bạn không nội suy được cái hàm, ok. Thì không nội suy được cái hàm chính xác thì chắc chắn khi thế vào đây bấm máy tính bạn không thể nào mà ra được con số này. Cho nên bài này không thể giải quyết được. Không phải lúc nào mình cũng xài Casio được đâu các bạn ha. Thì phải tư duy. Và tất nhiên anh vẫn luôn tin tưởng trong đề của bộ á. Với những cái câu vận dụng cao mới lấy 9-10 điểm thì chắc chắn phải là tư duy. Thì người ta ngồi người ta ra những cái câu mới. Học Casio không có mì ăn liền được đâu. Cho nên các bạn đừng có phụ thuộc vào cái chuyện mà thấy mọi người hay làm trên mạng Casio này kia quá ha. Thì cái đó nó phải là ta phải đi từ cái nền tảng, ta nắm trước cái kỹ năng căn bản trước để chúng ta giải quyết những cái bài toán sau. Casio chỉ là phụ chúng ta vào những tình huống chúng ta cần tính nhanh thôi, chứ nó không phải là đúng trong mọi trường hợp. Bài này thì hàm đối xứng các bạn để ý thấy không? Là dạng này chúng ta làm rất là nhiều rồi. Thì chúng ta cũng có thể giải quyết bài này bằng cách
tư duy tự luận rất bình thường, đừng có suy nghĩ gì cao siêu hết. Nhiều bạn có thể là dịch số các bạn gì cho x bằng 100, x bằng 99, trừ 99 gì đó, các bạn giải hệ phương trình hệ dịch số anh thấy rất là phức tạp. Rồi, mọi người có thể comment bên dưới, anh xin tạm dừng video ở đây ha. Có một cái nhìn tổng quan cho các bạn một số bài toán giải nhanh thôi, chứ nó không phải là tất cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.